Ủa thì tôi chỉ đánh đơn giản thôi, một gói ủ mè Thiên Minh thôi nhé. Anh em đảo đều nhé. Đấy, đầu tiên anh em để tươi nhé. Thế tí cầu bác nha. Dạ. Đấy, xin thiệu đây một cần thủ nhí nhá, rất đam mê luôn với học lớp 1 thôi. Tí nữa mà cá mè vào bác cho dòng nhá. Vâng. Nhưng mà mè nó mà từ 20 cân nó lôi con xuống hồ sao? Thì con câu, thì con giật cái đứt cần. Giật đứt cần luôn à? Ông trốn câu bảy bướm được con mố. Rồi. Con gì đây? Không phải mè à? À mè 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 mè. Mè mè mè. Mè mè. Con gì cũng được. Con gì đây? Không phải rô. Không phải, cá mè à, cá mè mè, cá mè. Bò thử ra nè. Ui giời. Phải vào chứ nhỉ. Nuôi nổi lên mà. Mè vào mồm luôn. Ấy. Ôi. Chẳng nhẽ lại không biết câu. Chẳng nhẽ không biết câu. Úi giời ơi. Cá khỏe thật. Cá nó khỏe lắm. Ui cần phê thế. Cần này câu mè phê. Ui mè phê lắm anh ạ. À, vào mồm luôn. Mồm luôn, mồm luôn. Còng tít luôn. Ồ bằng chết luôn. Đây, con này chắc được khoảng 3-4 ký. Thế bảo hồ này còn có chục ký rồi. Đây đây cho con, đây. Con vào đây. Đây đấy, cẩn thận lôi xuống hồ nhá. Một tay để đây, một tay đưa lên cao. Rồi, con bắt đầu nhé. À, giữ nhá. Ghê chưa. Nào, con bò nè. Con bò đi. Đừng để nó lôi như đấy. Úi rồi. Phê không? Cứ lôi đi. À, con ngủ à? Dạ, nhất trí. Cầm ngắn xuống đây. Rồi. Đấy. Đúng rồi, ôm thế cũng được. Được không? Rồi, con lấy đi, con vật đi để bắt vật cho. Vô thoải mái đi con. Đó. Úi dồi ôi, vất vả quá. Rồi. Úi dồi, biết câu mè rồi. Ba cân đó. Đây. Thế.